thưa bác còn để các bán vất cân bằng giới tính chơ te tác đống anh hương chẳng nho tiền công tác dân thổ kế hoạch hóa gia đình phát triển kinh tế xã hội. Thời gian vừa rồi, Chi cục dân thổ kế hoạch hóa gia đình tỉnh Phú Thọ ta triển khai từ biến pháp mô hình có phần nâng cao nhận thức về xuyên tôi hành vi của từ đội tướng còn cộng đồng về vất cân bằng giới tính chơ te. Bởi ngăn xử mức chênh lệch giới tính ta giam đảng kê kênh quyền biến tinh. Mấy năm bơ lấy nì do là thôi công tác tuyên truyền, công tác cung cấp thông tin về tình hình hậu quả để giải pháp khắc phục tình trạng vất cân bằng giới tính cho tê, rèn mũa cấp uy đang chính quyền để mọi tầng lớp dân cư, giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình về giới tính bình đẳng giới cho vị thanh niên để thanh niên nam nữ chuẩn bị kết hôn, đáp ứng nhu cầu về các dịch vụ y tế tiến trùng, chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình tiến triển cho mọi. Đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các quy định chính sách kinh tế xã hội ưu tiên quan tâm tỉnh với gia đình tê còn mà bề là cải. Nhờ các giải pháp tích cực kèng mà tình trạng vất cân bằng giới tính chơ te kèng quyền biển huyện Tân Sơn ta có chuyên biệt nếu như năm 2020 trong thổ con nho làm phong nghìn mà cầm cụ mân thảm có nghi thổ con nho nam là răm cầm trị mân hàn con nho nữ là răm cầm cầm mân thậu. Hay tỉnh năm 2021, trong khổ kênh quân bệnh huyến là trịnh cam trịnh mân hàn con nho, có nghi con nho tựa là bộn cam trịnh mân hàm, còn nho cải là bộn cam và trịnh mân bậy, cho rô tỷ lệ thưa con nho nam thưa con nho nữ ta cần bằng hơn so với quê nàng phục nỉ. Ngăn xử kênh quân biển huyến Tân Sơn, tình trạng vất cân bằng giới ta giam đảng kê. Thỏa án với kết quả như là bị là do các cấp, các ngành ta thực hiện thôi công tác tuyên truyền bơi giúp người dân hiểu án hệ lý vất cân bằng giới để bấu ta có trách nhiệm hơn với chính gia đình và xã hội. Gia đình tưởng Hà Văn Luấn, ái Phùng Thi Hòa, ơ quên giọc xa kết sơn, án hàn tử con cải. Ái hoa trong mắt, cho tê hàn tựa thôn mới đầu ban thần họ cũng lò lầm. Vì nếu như cước ni hay các ông bát tha bắt tê thềm, tựa con tựa may ngàn chữ còn song tộc, gia đình mọi người tèo ta hiêu ản, tê tư còn là rất khô, anh hương tỉnh việc chiếm ráy còn. Thấu ni, chính biết là bị gia đình tựa ái chi xưng lái ơ hàn còn tê chiếm ráy cho thôi. Quan niệm cu chẳng còn, dù lấu tựa luấn, ái hoa chẳng còn bị áp lực phải tê còn tựa. Vì lập bị mà gia đình là ăn phát triển kinh tế ổn định, gia đình hạnh phúc, ngàn chư hàn tựa con. Tựa để ái, tèo, chăm ngoan, hóc soi, đây là niềm vui to của gia đình. Hai vợ chồng chúng tôi sinh được hai con gái. Ban thần họ rất mừng hậu từ cặp dù lấu, nhấn thức ản để chăng rèn quan niệm phải có con tựa hay con cải mà quan trống là rấy còn là hoặc chọt thôi. Tôi muốn nuôi hai con ăn học cho tốt. Tôi cũng gia đình tôi cũng không quan niệm để con rô, còn cải hay còn tựa chăng quan trống mà quan trống hơn là phai chiếm. Ăn con cải trương thành. Tôi được vui rồi. Gia đình ái Hà Thị Bao ở quận Dung Mội xã Thạch Kiện tê còn mất bề là hàn tựa con tựa mây vợi ái chẳng có quan niệm phải có tu chầm tu rệp dù con tựa hay con cải cũng chỉ xưng lái ở hàn còn tê chiếm ráy cho thôi bởi ái hiu hớn nhai hết chờ tê tư còn xe kéo theo tư cải tọn nghèo con cải sẽ biết thiết thòi vì chẳng ăn ăn học chăm sóc tư tệ học hành chẳng tịnh nơi tịnh trộn ái bao tròn mắt tư hố gia đình bơi nằm cực nì do chẳng hiu mắt. Từ gia đình phai cổ tê, gia đình nhỏ cỏ, hàn tựa con tựa, hay lại cổ tê thêm con cải. Mây mệnh nằm kinh ni, quốc hộ của bác con ở con quên ta có tư thầy tôi. Các hố gia đình ta chẳng con tê cổ thêm con tựa hoặc con cải. Đối với nhà tôi thì không quan niệm giới tính đâu.
với cháu được sinh được hai cháu trai, nhưng mà tôi cũng không có ý gia đình họ tệ ăn hàn tựa con hàn tựa con tựa họ rô rất hạnh phúc để chẳng mong hậu chi hơn là con họ thất thôi. Tôi cố gắng nuôi dạy hai cháu cho tốt, còn tôi không có nguyện vọng sinh con thứ ba nữa. Tôi sinh được hai đứa con thì cái trang lứa tuổi như bản thân tôi thì có nhiều họ tê ăn hàn từ con cái lứa thuê những họ từ hố gia đình tê từ lầm tê có con tựa mây riêng nhà họ hay ngậm khác chi tê hàn con tê chiếm ráy cho thôi. Quan trọng là lập bò tê kinh tế gia đình mình phát triển, gia đình ẩm rò hạnh phúc, có kinh tế ổn định, con cái thấu nhỉ ngoan ngoan trưởng thành là ạ. Đứa con gái nhưng kế hoạch của gia đình để chăm lo cho con cháu sau này nó học hành tốt hơn. Tập trung phối hợp với trung tâm y tế, trung tâm dân số huyện tăng cường. Vậy nhận thức người dân ngăn chư ta có tư thầy tôi vì là bị. Đặc biệt là các cặp hiến tướng vất cân bằng giới tỉnh kênh quên biển xa tất gian đảng kê. Tỷ lệ vất cân bằng giới tỉnh ôn đính bán họ tiếp tục thực hiện thôi công tác tuyên truyền người dân, nhất là các khu vực ô lô tôn rắn, tế báo thực xứ thầy tôi nhận thức. Tê tiếp tục thực hiện thôi việc giảm thiểu vất cân bằng giới tỉnh cho tê. Nhiều thanh niên nam xa tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền tê người dân, tập trung phối hợp với các ban ngành, nhất là ngành dân thổ, phối hợp tuyên truyền tê từng khu dân cư, hố gia đình, các cặp du lấu, tàng đố thuê dính tê. Tê báo nhấn thức ản việc mất cân bằng giới tỉnh sẽ gây hấu qua thầu nỉ như lớp bò. Bây người dân sẽ có ý thức chấp hành thôi. Mục tiêu là phải thuyết phục đạt được cái kế hoạch đề ra. Tê có ản với kết quả như lớp bị là do thực hiện thôi công tác tuyên truyền, quan niệm hủ tục ta ản tây lùi, và còn nhân dân ta thực xứ thay tôi nếp ngẩm. Tôi tựa con nho, tê hà theo ảnh coi trống, chẳng con tinh tráng, trống nàm khỉnh nư. Vậy xứ thầy tôi của bác còn ở lô tôn rắn lô nì, ta có phân quan trống vào xứ phát triển giáo dục con nho. Con nho ta ảnh phổ ý chăm sóc thôi hơn, giúp con nho phát triển toàn diện. Được cái mất cân bằng giới tính khi sinh để thực hiện cái đề án này thì trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Tân Sơn tê thực hiện thôi với các cơ quan đề án trung tâm dân thổ kế hoạch hóa gia đình ta phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể các xã tổ chức tuyên truyền pháp luật chính sách về dân thổ giúp các con nâng cao nhận thức tê rô án cái hậu quả cũng như cái hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính cho tê với giúp các con nâng cao ý thức để nâng cao chất lượng dân thổ, cải thiện tài thổ, phát triển kinh tế xã hội ở quyền bền. Ngăn chứ nhấn thức của bà con nhân dân ở kênh quyền bền ta có tư thế tôi. Việc lựa chọn giới tỉnh cho tê ta chẳng còn. Kênh quyền bền chất lượng dân thổ ta đảm bảo để ổn định hơn. Cứ phải sinh con trai nữa. Và cái tỷ lệ sinh về của trên địa bàn hiện nay là đảm bảo được cái sinh tự nhiên. Tê giam vất cân bằng giới tỉnh cho tê huyện Tân Sơn cần tiếp tục thực hiện thôi công tác tuyên truyền. Chính quyền quyền bền các xã cần tiến nối dùng vào hương ước quỷ ước của quyền bền dân cư nhằm thay đổi hành vi nhận thức của người dân về vất cân bằng giới tỉnh. Cùng với ý cần có bởi biến pháp chặt chẽ các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lứa xón giới tỉnh. Thai nhi cho cán bộ y tế thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật tán các bệnh viện, trung tâm y tế, các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan tỉnh xuất đoạn giới tỉnh thai nhi. Tê giảm thiểu vất cân bằng giới tỉnh cho tê có phần nâng cao chất lượng dân thổ, đảm bảo an sinh xã hội.